Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày được phát sóng trên kênh Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một yếu tố văn hóa thú vị trong cách sử dụng ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Có lẽ là các bạn chưa biết hoặc là các bạn chưa nhận ra, nhưng hôm nay mình xin bật mí với các bạn, đó chính là yếu tố phân biệt giới trong sử dụng ngôn ngữ. Khi làn sóng Hàn Quốc, Hallyu, đang được phát triển rất là mạnh mẽ, đang có một cái làn sóng rất là lớn ở Việt Nam, thì chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đến một bài hát có tên là Oppa Gangnam Style. Thông qua cái bài hát đó thì chúng ta sẽ biết được rằng từ Oppa là từ dùng để chỉ anh trai trong tiếng Hàn Quốc. Đối với những bạn mà học tiếng Hàn hoặc là đã làm quen với tiếng Hàn, chúng ta sẽ biết rằng có những cái quy tắc trong xưng hô như vậy. Ví dụ như là em gái sẽ gọi chị gái của mình là Onni. Và có một chữ nữa cũng chỉ từ chị gái, đó chính là Nuna, nhưng lại dành cho các em trai. Và đối với em trai mà gọi bằng anh trai thì sẽ không sử dụng từ Oppa như chúng ta vẫn nghĩ đâu, mà đó là từ Hyeong. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng trong tiếng Hàn có quy định rất là rõ là em gái gọi chị gái như thế nào hay là em trai gọi chị gái như thế nào, đúng không ạ? Nhưng xin chia sẻ với các bạn rằng là không phải từ nào chúng ta cũng phải tuân thủ theo quy định khắt khe như vậy đâu. Nếu như các bạn có dịp sang Hàn Quốc và đi chợ về hè, giống như là mình ạ, có một thời gian học tập ở Hàn Quốc, thì khi mà mình đi chợ, lúc đầu thì mình cảm thấy rất là lạ vì là có rất nhiều các anh trai bán hàng đã nói với mình rằng Onni, sa juseyo, Onni, sa qua, sa juseyo, nghĩa là chị ơi mua táo cho tôi hay là mua hàng cho tôi chẳng hạn. Thế lúc đó thì mình cảm thấy rất là ngạc nhiên, mà ô tại sao là người Hàn Quốc mà họ lại dùng không đúng ngữ pháp như vậy, không dùng đúng từ vựng như vậy. Thật ra thì trong bất cứ một ngôn ngữ nào, kể cả tiếng Việt hay là tiếng Hàn Quốc, đôi khi chúng ta sẽ không tuân theo một cái chuẩn, nó gọi là Hakkyo Munbeok. Cái ngữ pháp mà chúng ta học ở trường, nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái thói quen sử dụng ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta đều biết rằng bất cứ một ngôn ngữ nào thì nó đều được gọi là sinh ngữ, nghĩa là ngôn ngữ gắn liền với cuộc sống thường ngày. Vâng, các bạn có thấy những sự khác biệt trong cách sử dụng ngôn ngữ, cách dùng từ cũng như là ngữ điệu và biểu cảm của nữ giới và nam giới không ạ? Nữ giới thì thiên về những mẫu câu mềm mại và thường dùng những đuôi từ kiểu như là a, oyo. Trong khi đó thì nam giới lại thiên về dùng những cách nói lịch sự, trang trọng và khá là cứng nhắc kiểu như là sunnita hoặc là o. Và một điều nữa, nếu như mà các bạn xem phim Hàn Quốc thì bạn sẽ để ý rằng là có một cái nhân vật thường xuyên xuất hiện trong bộ phim, đó là các ajumma, ajumma, các bà cô hay là các cái cô gái hoặc là các cái cô mà đã lấy chồng rồi. Và đối với những cái ajumma này thì cái biểu cảm của họ trong lời nói rất là rõ rệt. Chúng ta có thể thấy một số cái đặc trưng kiểu như là ômô, ômô nà, chẳng, ai hù, kiểu như vậy. Thế thì đối với nữ giới thường có cái xu hướng là thích dùng những cái mẫu câu cảm thán, bởi vì trong cái lời nói của nữ giới thì bao giờ cũng thể hiện cái biểu cảm rất là rõ rệt, thể hiện cái sự quan tâm, thể hiện cái tình cảm của mình đối với cả cái tình huống xảy ra, cái yếu tố ngôn ngữ đó. Hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì chúng ta có thể để ý hơn nữa một số những cái yếu tố văn hóa độc đáo thể hiện trong lời nói, trong cách dùng ngôn ngữ của người Hàn Quốc, đặc biệt là cái yếu tố sử dụng ngôn ngữ của nữ giới và nam giới trong tiếng Hàn. Và hy vọng rằng nếu như các bạn phát hiện ra được những yếu tố ngôn ngữ độc đáo nào và muốn tìm hiểu hơn về nó thì hãy đừng ngại email về cho Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Các bạn hãy truy cập vào trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam để có thể tiếp tục theo dõi chuyên mục này cũng như có thêm những thông tin thú vị liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi chúng mình nhé.